được cái mồm mình linh và cái luôn. Trong lúc mình đi xem review skin thì cái này mà mình cứ hả mất mạng mắt một cái chui vô chết cái rồi biên biên gấp rồi à, tự nhiên chui vô chết không biên đúng hỏi đánh tiếng mắt trắng lờ cẩn thận gần nó găng nha. Ui. Còn nó đánh đủ một quy đế chết kìa, một đam quả đấy quy tốc biến nhanh bắn một đam nữa mẹ. Hồi nãy đàn người ta cái bây giờ mất cái thế đàn người ta rồi này, do mình có một người, còn nếu mà mình có hai người thì mọi thứ là khác. Nhìn phiên bản mới chán. Nếu mà mình có hai người thì đến là nào mình bị đè quả vừa nãy được. Thì đang đè người ta xong lại bị người ta đè lại rồi, thấy không? Thiền ngò, em toàn cầm pen xong rôm lòng vòng. À, lúc mà về thì gan xong ra lại, nếu mà AD đi về thì ROM cũng là một cách rất là ok. Chết rồi. Chết cũng được, cảm giác là boss bên kia đó không ok lắm. Hồi nãy đầu gan mình xử lý rất là ok, bây giờ thấy nó bắt đầu đuổi dừng rồi. Cái sai của nó là nó không cầm hồi máu. Nó nên cầm hồi máu. Nó không cần hồi bóng, thằng FB nó sẽ rén, nó không dám lên đánh. Thì bóng FB đánh 2 AD chả sự việc làm gì. Thiền ngò, mà con Pen DSP có cái quy đam kết liều cao quá nên toàn bị trừ. Thằng này sai quá, sai ở chỗ là như nào em biết không? Giữ cái ai lại để nó lại gần. Cậu anh Huy ha, nó giữ ai lại thì ngon hơn nhiều luôn, nó ai sớm quá à. Đuổi thôi thằng đàn bà. Ra đây chứ thật nữa mà rén lại đi không? Mình không nghĩ xuống bót thôi nè, nghĩ lên top thôi nè. Dương Quốc Huy, đánh thường thì sao mà né ha ha. Và thế là cuộc mất cách trộn ra không mất ngồi lá đếp kịp con chuột đi rừng nhìn hơi đừng rồi. Dương Quốc Huy, con MP nhận đầu con Z xuống nước mặt cười con chuột nó sida à. Không hiểu sao có những thằng nó ngu thật nhưng mà nó không nhận nó ngu, người ta chửi nó ngu là nó sẽ tìm một cái lý do nào đó, nó kiểu nó sẽ nói ngược lại người ta, nó đéo bao giờ nó nhận kiểu à xin lỗi ông game này tôi đánh tệ quá xin lỗi ông chịu gì xanh tiếng đừng chém cái loại lên. Đánh bắn đường non vậy ta. Cút hết mẹ. Gì nữa không? Oh, shit. Chúng ta. Trời ơi, đánh khó ghê. Làm sao đây? Mày biết mày cầm thằng rừng rồi mày cầm mặt không à, đánh người ta nói thì nhận cứ thích cãi mày không thấy mày ngu à?
ngoài tầm quá. Đánh như thế mà người ta chửi mình ngu, mình gân cái cổ lên mình cãi cho bằng được. Có thằng ngu nào tự nhiên mình ngu đâu? Có không? Đôi lúc tôi đánh gà mà nó ui. Quả đấy mình đứng luôn, mình bê về có được không ta? Như được, mình có rừng, mình có rừng không lấy mình có thể bị mất con rồng được ngay. Fighting, fighting nhỏ. Mình có thể mất rừng, mất rồng được luôn nè. Thế mà cũng có thể mất rồng được. Quân chúng là ăn được các bạn rồi, hiệu mẹ mất. Nhưng mà nó có thích đi bắt người ta. Nếu được kiểu mẹ thì thà nó mạnh hơn người ta thì bắt người ta là được. Yếu hơn người ta vẫn có thích đi bắt người ta. Tôi bắn cho anh em cái rừng, tôi giết được hai thằng. Ui, đục quả đẹp phải luôn. Xe lát lại đây tôi cover không? Không gì chặt không gì. Từ từ căng quy cho chuẩn. A cho chuẩn chứ. Tính cần rủi, kệ mẹ nó. Gì đang ăn trong này nè. Đụt cái mồm mình linh và cái má vừa nãy mình vừa bảo là đi. Nếu mà chúng ta làm được cái gì đó thì có thể chúng ta sẽ lo được. Thế là ăn được Baron luôn. Phương Nguyễn, Twin Game có video content chuột cống châu tim nhưng Easy vẫn lo được. Mặt cười chảy nước. Hai thằng, một thằng. Ra. Ui có thằng ở trong bụi kìa, có ma phai trong bụi, không biết ma phai mất rồi chưa. Đúng rồi, ăn con cua, ăn cua lấy đừng. Các đồng chí chúng ta cần phải giải quyết Baron này. Hay đó mình chạy ra trước đi. Mít nó mà hút được anh thì anh cái nịt cũng không còn. Đủ nó bắt FB tôi chạy lên trước được, khổ thân FB tôi. Ai đó chạy lên trước quá ơi. Ba ở đây rồi đứng nhìn nhau à. Ok. Ok mọi người, giết được hai thằng rồi. Ok mọi người. Làm Baron, Baron, Baron. Hả, chơi team mình ngồi này nè. Đánh được không sao, tôi còn dám hồi sinh mà. Sao được, nó còn phải thằng giết hết cả team mình cả. Hãy tôi đứng ra không mà sợ, đánh nó đi. Còn 4 thằng, mình còn 5 thằng. Mà mình đánh với 3 thằng team đó mà mình cút mẹ hết 3 thằng luôn. Đâu có hồi máu á, ông có hồi máu ông bị Baron đổ chết rồi thì tôi đéo biết nói gì luôn á. Rồi cút mẹ luôn mà. Ui rồi, cút mẹ rồi. Lỗ ai hụt ở tí mặn. Thành Long, toang. Bắn đi chuột, bắn đi chuột, có lên chuột, bắn đi chuột. Bắn. Nhưng mà kiểu gì chúng ta chạy thua game này.
chúng ta cứ cố cỡ nào đi nữa chúng ta cũng sẽ thua game này hết. Thằng sẽ đánh e chúng cái là mình sống pha này rồi, nhưng mà game này khó cứu quá đi. Phương Nguyễn, chị Google khi ngà comment mà không đọc, giận chín mặt.